Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày mùng 4 tháng 10 năm 2022, giá tăng liên tục hàng ngày. Bà con chăn nuôi kỳ vọng giá đạt trên 75.000 đồng trên kg. Theo dự báo, trong thời gian tới khả năng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là thời điểm cuối năm. Nhu cầu tiêu thụ heo rất cao nên giá heo hơi sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi không nên vì lợi nhuận trước mắt mà ồ ạt tái đàn heo tránh tình trạng nguồn cung vượt cầu gây ra những biến động giá trên thị trường trong thời gian tới. Giá heo hơi miền Bắc Theo nhi nhận doanh nghiệp lớn miền Bắc điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng trên kg giá heo thịt bán ra lên 64.000 đồng trên kg. Giá heo hơi nuôi trong dân cũng đang duy trì đà tăng. Cục bộ đã có những khu vực giá heo được mức 65.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam giá heo hơi đã lên mức 58.000 đến 64.000 đồng trên kg. Những khu vực có mức giá 65.000 đồng trên kg cũng nằm trong các địa phương này. Các tỉnh Trung Du miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giá heo hơi cũng xuất hiện mức giá 55.000 đến 63.000 đồng trên kg. Những đàn heo siêu nạc được mức 64.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg, lên mức 56.000 đến 62.000 đồng trên kg. Lạng Sơn, Lào Cai 56.000 đến 60.000 đồng trên kg, Quảng Ninh 56.000 đến 64.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên. Giá heo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng bắt đầu tăng trên diện rộng, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng giá heo đã nâng lên mức 55.000 đến 63.000 đồng trên kg tùy theo địa phương. Giống heo, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng tăng khoảng 1.000 đồng trên kg lên mức 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng tăng nhẹ, dù chưa có ngưỡng giá mới mà chỉ duy trì quanh mức 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Tuy nhiên mức giá 57.000 đến 58.000 đồng trên kg xuất hiện nhiều hơn. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 55.000 đến 58.000 đồng trên kg các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận từ 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo tại Tây Nguyên tăng thêm 1.000 đồng trên kg, nhưng đã tăng chưa đồng loạt. Giá heo trong vùng hiện giao động trong khoảng 54.000 đến 58.000 đồng kg. Trong đó Lâm Đồng, Đắk Lắc bình quân 55.000 đến 58.000 đồng trên kg. Gia Lai, Con Tum, Đắk Nông giao động từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam. Giá heo hơi miền Nam cũng giữ được đà tăng các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã điều chỉnh tăng giá bán. Tại Bà Rịa Vũng Tàu đã ghi nhận mức giá 61.000 đồng trên kg. Hiện các tỉnh Đông Nam giao dịch phổ biến trong khoảng 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Trong đó Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh giá heo 55.000 đến 60.000 đồng trên kg. Bình Dương, Bình Phước còn 54.000 đến 58.000 đồng trên kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ cũng tăng khoảng 1.000 đồng trên kg mức giá cao nhất trong vùng khoảng 57.000 đến 58.000 đồng trên kg. Cụ thể, các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang chỉ từ 54.000 đến 57.000 đồng trên kg, Long An, Tiền Giang 54.000 đến 58.000 đồng mượn kg, Bến Tre chấm 54.000 đến 57.000 đồng trên kg, Cần Thơ 54.000 đến 58.000 đồng trên kg, Đồng Tháp, An Giang ở mức 56.000 đến 60.000 đồng trên kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, tổng lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022 là 4.890 con. Giá thịt heo xỉ heo mạnh tăng khá mạnh lên mức 62.000 đến 78.000 đồng trên kg. Tính chung 7 tháng qua, Việt Nam mới xuất khẩu hơn 10.000 tấn thịt heo, trị giá gần 42 triệu đô la Mỹ, giảm 4,5% về lượng so với năm 2021. Như vậy, sản lượng xuất của tháng 7 vẫn thấp hơn mức bình quân 7 tháng. Sản phẩm thịt heo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là heo sữa nguyên con đông lạnh và heo nguyên con cỡ nhỏ đông lạnh. Đích đến chính là thị trường Hong Kong Trung Quốc chiếm 57%, kế đến là Thái Lan và Lào. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai phân tích, Việt Nam ở cạnh một thị trường tiêu thụ thịt heo rất lớn là Trung Quốc. Hiện nay, hạn hán khắc nghiệt nhiều nơi ở Trung Quốc càng làm cho nguồn cung thịt heo hạn chế. Nhiều chuyên gia dự báo giá và nhu cầu tiêu thụ thịt heo của Trung Quốc sẽ tăng từ nay đến cuối năm tuy nhiên việt nam vẫn chưa thể xuất thịt heo chính ngạch sang thị trường này dù các ngành chức năng của việt nam đã làm việc với nước bạn nhiều lần về vấn đề này hiện tại heo việt nam mới chỉ xuất tiểu ngạch qua trung quốc tuy nhiên việc này ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch trên heo nhất là dịch tả lợn châu phi và giá thành thịt heo nội địa chính vì vậy các ngành chức năng tăng cường quản lý và nhờ vậy thị trường nội địa thời gian gần đây được ổn định nhận định của tri cục chăn nuôi và thú y nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi thịt heo cuối năm rất lớn nhất là thịt heo, gà tăng khoảng hơn 50% so với ngày thường. Vì vậy, người nuôi tập trung tái đàn cung ứng ra thị trường điều này tăng nguy cơ dịch bệnh cao hơn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Chi cục khuyến cáo người chăn nuôi khi tăng đàn cần chú ý khâu chọn mua con giống ở những cơ sở uy tín, giống nguồn gốc rõ ràng đã được tiêm ngừa. Trong quá trình chăn nuôi tuân thủ nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đó là tiêm phòng vaccine đầy đủ gia súc, gia cầm, không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi heo thường xuyên tiêu độc khử trùng hạn chế mầm bệnh lưu hành khu vực chăn nuôi. Người chăn nuôi tăng đàn dịp cuối năm. Để chuẩn bị nguồn cung thực phẩm cho những tháng cuối năm và các kỳ lễ, Tết sắp tới, người chăn nuôi trong tỉnh đang tập trung tăng đàn, vỗ béo đàn vật nuôi để xuất bán dịp cuối năm. Theo các hộ chăn nuôi, năm nay giá vật tư đầu vào như giá thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng bệnh đều tăng cao khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện nay đang vào cao điểm đầu tư tái đàn, tăng đàn. Tuy vậy, các sản phẩm chăn nuôi đầu ra thuận lợi, giá tốt nên người nuôi trong tỉnh tăng đàn, kỳ vọng vào thời điểm vàng tiêu thụ lớn nhất của năm. Sau thời gian dài giá heo hơi loanh quanh trong ngưỡng giá trên dưới 60.000 đồng một kg thì bước sang tháng 7 đến nay, giá heo hơi bất ngờ bật tăng mạnh từ 25 đến 30% so với đầu năm lên mức 72.000 đồng một kg. Với bình quân heo khi xuất chuồng có giá thành khoảng 70.000 đồng trên kg như hiện nay thì sau hơn 3 tháng nuôi, mỗi con heo bán ra, người nuôi có thể lãi được 1 đến 1,5 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận khá hấp dẫn nên nhiều người nuôi heo tái đàn. Theo tìm hiểu, tâm lý chung của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cho biết, họ rè rặt chứ không tăng tái đàn heo mạnh dịp cuối năm bởi lo ngại dịch tả heo châu Phi. Mặt khác nguy cung vượt cầu sẽ dẫn đến giá heo hơi giảm mạnh. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay, mặc dù dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát. Bởi, tỷ lệ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh còn cao, chiếm trên 60% việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế. Chính vì vậy, trong thời điểm giao mùa, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được người dân đặc biệt quan tâm. Theo đại diện lãnh đạo tri cục chăn nuôi, thú y và thủy sản, để công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương giả soát, tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, các hộ chăn nuôi được khuyến cáo nên áp dụng phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tuân thủ nghiêm các quy trình phòng, chống dịch bệnh. Khi nghi ngờ gia súc, gia cầm mắc bệnh, bà con phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến về việc tăng hàm lượng khoa học công nghệ tạo sức bật cho chăn nuôi, Tiến sĩ Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, các dự án khuyến nông phát triển chăn nuôi heo đã ứng dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mới. Bên cạnh việc tăng năng suất, chất lượng, các mô hình khuyến nông góp phần ứng phó với dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi, đồng thời hình thành những vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Nhìn chung, giá heo hơi tuần này ở ba miền điều chỉnh tăng từ 1.000 đến 6.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 51.000 đến 65.000 đồng trên kg. Theo dự báo, trong thời gian tới khả năng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ heo rất cao nên giá heo hơi sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo bà con chăn nuôi không nên vì lợi nhuận trước mắt mà ồ ạt tái đàn heo, tránh tình trạng nguồn cung vượt cầu gây ra những biến động giá trên thị trường trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ở chợ, thịt heo tiêu thụ chậm kéo theo giá heo hơi tại Đồng Nai giảm xuống mức 60.000 đến 62.000 đồng trên kg. Để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những tháng cuối năm, các trang trại phải tìm nguồn thức ăn sẵn có trong nước để hạ giá thành chăn nuôi, kiểm soát phòng, chống dịch tốt, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, phát triển các mô hình chăn nuôi đảm bảo song hành yếu tố hiệu quả, bền vững. Dự báo tình hình đàn heo phục vụ cho thị trường Tết năm nay cơ bản sẽ ổn định, không tăng so với các năm qua. Nguyên nhân là hiện nay, giá heo hơi ở mức thấp, nên lượng heo trong dân chưa xuất bán còn nhiều, từ đó việc tái đàn nuôi mới không cao. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 4 tháng 10 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.